rất là nhạy cảm à. Chứ tôi nhớ nó con nó nặng mụn mà hắn rá, xong hai con gù đầu bên cạnh hồi quán cúc, xong kêu hai cái con nó ra, xong rồi kêu trời ơi chị em gù đầu mà em chịu không nổi, hắn rá mà em nhạy cảm dễ sợ luôn. Tôi cười hai con nó cười khà khà khà, hai con gù đầu cười. Vui đó mà bà nó bẫy mở miệng đâu quá đi. Bà mà cái người lăn cặn với mình nhất á, cái người mà mình nói chuyện nhiều nhất á, mà nhắn đâu nói chuyện với ai đâu. Bà Mỹ hả? Em nhìn nhớ chị cười em kìa, cười gì đó hả em ạ? À? Nhắn quay mặt đi. Yên quý chị hồi xưa chị hỏi hơi gì của quen vậy, hỏi gì đó hỏi thu thu gì đó, hỏi chị đang hỏi như thế nào, chị hỏi tiền gì đó đi mua luôn tao lấy cũng có gì đó. À không, mấy đứa hỏi mà. Da này nhìn không thấy mụn nữa. Mà quanh bờ môi quyến rũ. Cái nó hồi nó mình tham gia nó được bao lâu thì mình đăng ký được mấy năm nẹt hả? Tuyên minh thôi à, cứ miết miết rồi đó hả? Tuyên minh đăng ký gì tuyên minh hợp đồng với nó bao nhiêu, nhưng mà hồi nãy em hợp đồng nói cho mấy bữa là hợp đồng một năm, nhưng mình thích chạy thì kỳ thêm kỳ đó không kỳ chậm nhật hợp đồng, nhưng mà sợ chậm nhật xong nó tắt luôn. Nó kể nó này an toàn thôi, ý là mình còn cái nớ không đó, ý là chị sợ cái nớ rồi nó cũng bị cái rồi, nhiều khi nó lẽ tải rồi nó ít bị cũng có, không biết, nói chung mấy cái này không biết. Đèn màu hay đèn đỏ vậy thôi.
không bao giờ mình nói chị mà hiểu thử coi. Lúc này không thấy luôn rồi. Thì quay về bên này. Chú yếu quay bé bên kia rồi phải.